có phong luân khởi lên tên là an trụ hay thành đại địa có phong luân khởi lên tên là trang nghiêm hay thành tựu cung điện nhân gian cung điện trời cung điện rồng cung điện càn thát bà có phong luân khởi lên tên là vô tận Tạm hay thành tựu tất cả biển cả của ba ngàn đại thiên thế giới có phong luân khởi lên tên là phổ quang minh tạm hay thành tựu báu mani của ba ngàn đại thiên thế giới có phong luân khởi lên tên là kiên cố căn hay thành tựu tất cả cây như ý phật tử vắng mây lớn mưa xuống nước một vị không có sự phân biệt vì căn lành của chúng sinh khác nhau nên phong luân cũng khác nhau vì phong luân khác nhau nên thế giới khác nhau phật tử như lai xuất hiện cũng lại như thế đầy đủ tất cả căn lành công đức phóng ra quang minh đại trí vô thượng tên là chẳng dứt giống như lai trí huệ không nghĩ bàn chiếu khắp mười phương tất cả thế giới thọ ký tất cả như lai quán đành cho các bồ tát sẽ thành chánh giác xuất hiện ra đời Phật tử Như Lai xuất hiện lại có đại trí quang minh vô thượng tên là thanh tịnh ly cấu hay thành tựu trí vô tận vô lậu của Như Lai, lại có đại trí quang minh vô thượng tên là phổ chiếu hay thành tựu trí vào khắp pháp giới không nghĩ bàn của Như Lai, lại có đại trí quang minh vô thượng tên là giữ giống tánh Phật hay thành tựu sức không khuynh động của Như Lai, lại có đại trí quang minh vô thượng tên là hồi xuất không thể hoại, hay thành tựu trí không sợ hãi, không hoại của Như Lai, lại có đại trí quang minh vô thượng tên là tất cả thần thông, hay thành tựu trí nhất thiết trí, các pháp bất cộng của Như Lai lại có đại trí quang minh vô thượng tên là sinh biến hóa hay thành tựu trí huệ khiến cho người thấy nghe gần vũ như lai sinh ra căn lành không mất hoại lại có đại trí quang minh vô thượng tên là phổ tùy thuận hay thành tựu thân như lai vô tận phước đức trí huệ vì tất cả chúng sinh mà làm lợi ích lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể rút giáo hay thành tựu trí huệ vi diệu thâm sâu của như lai tùy sự khai ngộ khiến cho hạt giống tam bảo vĩnh viễn không đoạn tuyệt, lại có đại trí quang minh vô thượng tên là đủ thứ tra nghiêm, hay thành tựu thân tướng tốt tra nghiêm của như lai, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ; lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể hoại, hay thành tựu thọ mạng của như lai thủ thắng cõi hư không pháp giới không có cùng tận phật tử nước đại bi một vị của như lai không có sự phân biệt vì sự ưa thích của các chúng sinh khác nhau căn tánh mỗi người khác nhau mà khởi lên đủ thứ đại trí phong luân khiến cho các bồ tát thành tựu pháp như lai xuất hiện